Mẹ ơi, con giật gì không? Học cái gì về vậy? Cái ơi gì? À, con đi học gì rồi, con có con gì vậy? Hả? Con chuột. Con... con gì, con gì? Con... Hả? Con rùa, con quất, con chuột. Con rùa với con chuột, ai mua cho con? Chị Ba mua cho con. Ai? Chị Ba. Chị Ba mua. Trời ơi, bữa nay chị, nay chị Ba với anh Hai rước rồi xong về có hai con này nè, bà cô chú ơi, về phe. Thằng nào chạy nhanh trước nha. Thằng nào chạy nhanh? Con rùa chạy nhanh. Thằng nào vậy? Thằng nào chạy nhanh? Ok, trời ơi, coi kìa ông bà cô chú ơi nó. Cái ống hút nè. Cái đó là cái ống hút đó hả? Hút rồi, chú mới, chú. Rồi chú đi học về, chú có thưa bà nội chưa? Bà nội rồi. Thưa chưa, mẹ không nghe đâu, ra thưa lại cho mẹ nghe coi. Có thưa không kìa, bà nội nói không thưa kìa. Thưa đâu ạ? Cũng thưa rồi. Đó hỏi cho đi học về thưa bà nội con đi học về. Nội con đi học mới về. À, đó. Rồi chơi với hai con vậy đó. Trời ơi, đi học về bữa nay có con rùa chứ cái gì? Con rùa với con chuột hả? Đó, nay đi học về chị Ba, nay chị Ba với anh Hai rước. Được con rùa với con chuột chơi. Chưa có thưa cha nghe. Có thưa cha chưa? Dạ. Cha đương làm kìa. Vậy con rùa nó bị đứt rồi nè. Sao vậy, sao bị đứt hả? Vừa rồi kìa, con rùa đầy lắc lắc kìa, con rùa nó lắc lắc cái đầu nó vậy đó hả? Ngộ vậy hả? Trời ơi, rồi về nhà không thèm bỏ cặp luôn bà cô chú ơi. Bữa nay giao cho chị Ba với anh Hai đi rước, em thì em lo em tắm rửa, mới giờ mới tắm vừa mới chui ra thì biết về mà ghéo dơ dơ vậy. Mẹ ơi, con đi học về rồi nè. Mẹ ơi, đi học về rồi mà có con gì? Mẹ ơi, chuột đi học về rồi mẹ ơi. Nó kêu vậy đó, tới ngày mẹ ơi, chuột đi học về rồi mẹ ơi, tối thui à. Mẹ ơi, con chuột. Con chuột đi học về rồi mẹ ơi. À, ai? Con chuột. Con chuột đâu? Con nào là đây con... nè, con chuột đây nè. À, con chuột này đó hả? Con chuột này đi học về rồi đây nè. Con rùa đi học về rồi nè mẹ. À, vậy đó hả? Con rùa với con chuột đi học về rồi. Ê, chuột. Gì vậy? Quay hướng này trở vô nó sáng rồi nè, nãy giờ ngồi ở trong nhà quay ra nó tối thui à. Trời ơi, đó con nó lôi quá, nó hư con rùa. Con để cho nó chạy đi đi. Thằng nào chạy nhanh chứ? Kêu bán ngang qua rồi mà. Bán ừ rồi mà. Ok, rồi. Chuột ơi, giờ con đi về học kìa, không thèm bỏ cặp luôn hả chuột? Không. Ở dưới cái vàng đồng hả con còn